Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nên nhiều quán bar, quán karaoke ở Quảng Ninh và cả nước đã phải tạm thời ngưng hoạt động. Chính vì vậy, sau khi tỉnh Quảng Ninh có thông tin cho phép mở lại nhiều dịch vụ, nhiều người đã vui mừng đến các quán bar quẩy hết mình, nhưng cũng vì quá sức nên một câu chuyện dở khóc dở cười đã xảy ra. Theo đó, sau một đêm mở lại quán bar, nhân viên đã đi vệ sinh, lau dọn thì bất ngờ phát hiện một hàm răng giả rơi lăn lóc dưới sàn nhà. Vì không có ai đến hỏi về vật làm rơi, nên chủ quán đã cho trích camera an ninh. Sau đó phát hiện người đánh văng bộ răng giả là một thanh niên có vẻ ngoài khá sang chảnh, mặc áo Bria kẻ, đầu đội mũ Gucci, đi giày Dolce, thắt lưng LV. Chủ quán còn cẩn thận miêu tả kỹ lưỡng đặc điểm nhận dạng của chủ nhân để có thể dễ dàng tìm lại. Khách hôm qua ăn món gì ấy, có dắt miếng rau húng với lại một miếng sả có cả cuốn lá mơ lông. Nhưng anh chủ có tâm đã cho hàm răng đó ngâm vào loại nước muối. Sáng nay khi thấy ruồi bâu vào cái gốc ấy hơi nhiều thì anh cho nhân viên xịt khử trùng, đang quẩy nhẹt hết mình mà răng chào lại nhé, thì có ai lại không hoảng hốt lo lắng và cảm thấy thốn cơ chứ. Nhưng anh chủ đang có tâm thế này thì ai dám đến nhận, bởi xấu hổ chết mất, đi ba nhảy sung đến độ rơi răng giả ra ngoài, ai nghe thấy mà chẳng buồn cười. Bài đăng ngay sau khi được chia sẻ đã nhận về hàng nghìn lượt quan tâm của dân mạng. Bên cạnh việc dành lời khen cho anh chủ có tâm, bài viết vật tìm chủ rất hay, thì được mọi người cũng được một phen dở khóc dở cười của chủ nhân hàm răng này.